nhằm đảm bảo kho số viễn thông được sử dụng một cách tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với sự phát triển của thị trường, công nghệ và tạo lập hệ thống mã vùng quốc gia nhất quán, đáp ứng thông lệ quốc tế. Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định về việc thực hiện chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định. Theo đó, khi thực hiện cuộc gọi liên tỉnh hoặc từ mạng di động đến các thuê bao cố định tại các tỉnh, thành phố thay đổi mã vùng, thì vẫn phải quay số 0, số màn đầu quốc gia trước mã vùng mới, như các quay số 0 trước mã vùng cũ như trước đây. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng nằm trong giai đoạn 3 của kế hoạch chuyển đổi mã vùng. Kể từ 0 giờ ngày 17 tháng 6 năm 2017, mã đầu số điện thoại cố định của Lâm Đồng từ 063 sẽ chuyển thành 0263. Việc chuyển đổi được thực hiện theo 4 bước: thông báo trên các phương tiện truyền thông, tiến hành biện pháp kỹ thuật để quay song song hai đầu số cũ và mới trong 30 ngày, phát âm thông báo đổi đầu số trong thời gian tối thiểu 30 ngày kể từ khi kết thúc việc quay số song song. Ngưng phát âm thông báo, các cuộc gọi chỉ thành công khi người sử dụng quay số theo mã vùng mới. Họ hiểu rất rõ là các doanh nghiệp trong nhiều năm qua đòi hỏi kỹ năng nghề gì ở ứng viên, đòi hỏi ứng viên phải làm được những công việc cụ thể gì và đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn nào của họ. Và đây chính là cái điều mà tôi nghĩ rằng các trường cao đẳng hẳn.